Đây là chương trình thời sự bàn tròn do bác sĩ Trần Xuân Ninh và Mai Ly phụ trách, với sự tham luận của nhà văn, nhà báo Bùi Bích Hà từ Nam California và ông Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Chương trình này đến với quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư hàng tuần, với những thời sự nổi bật trong tuần được đặt lên thời sự bàn tròn, cùng với những lạm bàn của chúng tôi, nhìn từ nhiều góc cạnh, cố gắng minh họa toàn diện một bức tranh thời sự trong tuần cho thính giả. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để chúng ta cùng nhau trao đổi, hầu làm cho chương trình này được đa dạng và phong phú. Số điện thoại gọi vào tham dự là 1-405-247-0304, 1-405-247-0304. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để làm cho đề tài được sáng tỏ và chương trình thêm phong phú. Nhưng chúng tôi xin được ân cần nhắc nhở quý vị vui lòng tôn trọng những nguyên tắc sau đây. Vui lòng cho biết danh tánh hay bút hiệu để tiện việc xưng hô. Thảo luận trực tiếp vào vấn đề nêu trong đề tài. Trong khi thảo luận, xin dành cho nhau sự tương kính, tránh dùng những từ ngữ thiếu nghiêm túc xúc phạm đến cá nhân. Chương trình này không chủ trương có kẻ thắng, người thua, mà là một diễn đàn hài hòa, đoàn kết, đóng góp ý kiến xây dựng, mang lại lợi ích chung. Vị nào đi ra ngoài những nguyên tắc trên, chúng tôi xin phép được ngắt lời để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Thành thật cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư tuần thứ nhì trong tháng, thì đáng ra thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ có sự tham gia của bác sĩ Trần Xuân Ninh, nhưng rất tiếc vì lý do công tác cho đó bác sĩ sẽ không đến với chương trình của chúng ta tối hôm nay được, và đó là lý do tại sao mà chúng tôi vẫn níu áo ông Hồng Phúc. Ông muốn đi, chúng tôi cũng không cho đi, thưa quý vị. Do đó, thưa quý vị, hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ đến với quý vị qua sự phối hợp của Mai Ly, Hồng Phúc, Thái Hà và Quốc Sơn. Mai Ly xin được trân trọng kính chào ông Hồng Phúc, thưa ông. Rồi sau đó Mai Ly xin mời chị Thái Hà, rồi đến anh Quốc Sơn. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông. Dạ vâng ạ, xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả, xin kính chào chị Thái Hà, kính chào anh Quốc Sơn và xin kính chào cô Mai Ly, người đồng hành chương trình ạ. Dạ vâng, xin rất là vui khi được nghe tiếng nói của ông, vì Mai Ly biết là ông mong đợi tới cái tuần thứ nhì của hàng tháng để ông được nghỉ xả hơi đó. Nhưng mà hôm nay cũng có lẽ là số của ông Hồng Phúc là số con bò, phải kéo xe số con bò. Dạ vâng, xin mời chị Thái Hà, thưa chị. Dạ vâng, từ miền Nam California, Thái Hà cũng rất là vui được chào tái ngộ với thính giả của chương trình Thời sự bàn tròn phát thanh hàng tuần mỗi chiều thứ Tư trên đài sóng phát thanh của Đài Việt Nam phát đi từ Oklahoma. Và chúng tôi cũng rất là vui được chào tái ngộ nhà báo Hồng Phúc, Mai Ly và anh Quốc Sơn, các đồng minh trong chương trình. Xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn một buổi tối làm việc, nghe đài, đóng góp thật là hào hứng, thật là sôi nổi. Và sau đó chúng ta đi vào một buổi tối êm đềm với gia đình. Chị xin trở lại với Mai Ly. Dạ, xin mời anh Quốc Sơn, thưa anh. Vâng, Quốc Sơn kính chào ông Hồng Phúc, chào chị Thái Hà, chào Mai Ly và chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Quốc Sơn nghe nói ông Hồng Phúc cái đó hơi kẹt đấy nha. tại vì giờ ở bên Mỹ người ta dùng horsepower không ông ơi?
Dạ. Dạ nói vậy chứ ai nói kiếp con bò là khổ phải không ạ? Quý vị có từng nghe người ta trên tivi chiếu những hình ảnh những con bò Kobe của Nhật Bản đó thưa quý vị. Sáng sớm nó thức dậy là nó có người tẩm bóc, gọi là đánh bóc cho nó nè, massage cho nó nè, người, dạ tẩm quất nè, rồi người ta dùng rượu bóp lên những cái bắp thân của nó, trong khi nó đứng như vậy để cho mọi người hầu hạ nó thì thưa quý vị nó được nghe nhạc êm dịu, có những con thì nó thích nghe nhạc country, rồi có những con thì thích nghe nhạc hòa tấu thưa quý vị. Nếu mà làm kiếp bò mà như vậy thì có lẽ chúng tôi xin được xung phong làm kiếp bò thưa quý vị. Thưa cô, khi ta làm cái bò, các bò của tôi chả thấy ai đấm bóp mà chỉ thấy bị bóp cổ đấy cô. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, đó là một vài lời vui vui tâm sự cùng quý vị thính giả trước khi chúng tôi đi vào những cái đề tài của chương trình tối hôm nay. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 9. Có lẽ mọi người chúng ta đã nhìn thấy những cái hình ảnh trên màn hình cũng như là những chương trình được phát thanh qua làn sóng người Việt cũng vậy mà người Mỹ cũng vậy, vào ngày hôm qua là ngày tưởng niệm 17 năm sau ngày 9/11 của năm 2001. Thì do đó thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng nhau nhìn về 9/11 của năm 2001 và chúng ta cũng nên ôn lại là tính cho tới ngày hôm nay cái sự tổn thất, cái ảnh hưởng của 9/11 nó đã gây ra cho đến nó đã gây ra cho cái nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ như thế nào, và kể từ đó cho tới bây giờ thì cái nền an ninh của Hoa Kỳ phải ứng phó như thế nào. Chúng tôi xin được mời anh Quốc Sơn, xin anh vui lòng tường thuật một vài cao điểm của 9/11 thưa anh. Wow, thưa quý vị, nói đến 9/11 thì nói đến một cái sự kiện mà làm cho chúng ta rất là đau lòng. Đối với những người Việt Nam, chúng ta rời quê hương sau cuộc chiến, thì chúng ta gặp như, không biết quý vị như thế nào, chứ riêng của Quốc Sơn hay là Mai Lý hay những người ở tại Oklahoma, thì chúng ta có cái trận ngày 19 tháng 4 ạ. 19 tháng 4, vâng. Và sau đó thì đến tới ngày 9, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thưa quý vị, hai đó là hai cái sự kiện mà rất là thiệt hại rất nhiều và cũng gây sự đau thương rất nhiều và gây rất nhiều ảnh hưởng đến với những người tị nạn của chúng ta, đặc biệt là những người nói chung là sau cái sự kiện đó thì những người ngoại quốc ở các nơi thường được bị nhìn với một cái ánh mắt nó khác thay vì những cái ánh mắt mà trước những cái ngày đó xảy ra, thưa quý vị. Tuy nhiên sau cái vụ đó thì chúng ta đã thấy gì? Chúng ta đã thấy rằng Hoa Kỳ đã đưa đến một cái những cái sự kiện như là người ta đã thiết lập ra cái bộ gọi là Bộ An ninh Quốc gia, Bộ An ninh Nội an, Homeland Security, và họ bắt đầu sau đó là kiểm soát tất cả những cái người nhập cư, những người mà không phải là công dân Hoa Kỳ, và kể có những người mà công dân Hoa Kỳ mà khác màu da đi nữa cũng bị kiểm soát một cách chặt chẽ hơn đối với cái điều kiện trước ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, những cái điểm mà chúng ta cần thấy quan trọng nhất, cái chuyện gì xảy ra trong cái ngày 11 tháng 9, đó là có khoảng 265 hành khách ở trên 4 chuyến bay đã bị giết chết bởi khủng bố, và 2.606 người đã bị chết tại trung tâm World Trade Center. Sau đó là 125 người tại Bộ Quốc phòng của Pentagon của Hoa Kỳ. Và kế tiếp thì sau
cái ngày đến cái ngày 27 tháng 9 đó, thì cơ quan FBI đã phát tán ra 10 hình ảnh của 19 người, 19 tên khủng bố là hijack, là đã những người đã in liên hệ trong cái vấn đề cướp máy bay và đưa đến cái sự gọi là đánh phá ở World Trade Center, Twin Tower, rồi Pentagon và ở Pennsylvania. Thì những cái người này đó, người ta đến từ đâu? Thưa quý vị, từ 15 người đến từ Saudi Arabia, có 2 người từ United Arab Emirates, 1 người từ Lebanon và 1 người từ Egypt. Thì trong cái ngày đó, thì đó là những cái điểm mà và quan trọng nhất, những người này đó thuộc về cái nhóm gọi là Islamic, tức là Hồi giáo, terrorist group, Islamic terrorist group của nhóm Al-Qaeda. Nhóm này chống Hoa Kỳ. Đó là những cái điểm tổng quát và đưa nói tóm lại thì có tất cả trong ngày đó thì có tổng số là 2.996 người chết và 6 người khác bị thương, thưa quý vị. Dạ vâng, xin được cảm ơn bên anh Quốc Sơn. Đó chúng ta có 334 người và là những người mà cứu hỏa cũng đã bị chết và bị thương trong cái trận đó. Tăng trở lại với Mai Lý. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Đó là những chi tiết tóm lược lại ngay vào cái thời điểm 9/11. Không biết là chị Thái Hà, thưa chị thấy rằng là sau cái biến cố đó thì cái mặt diện đối ngoại của Hoa Kỳ đã có sự thay đổi phải không thưa chị? Xin chị vui lòng cho biết ý kiến về vấn đề này thưa chị. Dạ vâng, chắc đến giờ phút này thì ai cũng đã biết rồi cái kết quả của cái hậu quả, đúng hơn là kết quả của cái vụ tòa tháp đôi ở trên New York bị nhóm khủng bố Al-Qaeda đánh phá. Thì thưa quý vị, Việt Hoa Kỳ có dịp nhìn lại cái nền an ninh của mình và đã siết chặt những cái cửa ngõ mà từ đó cái bọn khủng bố đã đi vào. Tức là cái chính sách tôi cho tốt đẹp nhất mà cho đến giờ phút này đó. Trước đây thì thưa quý vị, người dân Mỹ hy sinh rất là nhiều. Bởi vì quý vị biết là cái privacy của con người, nhất là của người công dân Hoa Kỳ nó rất là cao. Cho nên là người ta không bao giờ sẽ hy sinh những cái privacy hết, những cú điện thoại phải được người khác nghe, rồi những cái texting hay những cái email hay là những cái lời trao đổi vân vân. Nhưng mà trong một thời điểm nào đó thì Bộ Ngoại an đã kêu gọi cái tinh thần hy sinh và ái quốc của mọi người để giữ gìn giữ an ninh cho đất mẹ. Cho nên là chúng ta được quyền kiểm soát một số những cái điện thoại, cũng như một số những cái tin tức mà chúng ta đã có những cái đường dây cho biết rằng nó có thể ở trong một cái tổ chức khủng bố. Và quả nhiên bằng cái phương pháp mà giới hạn cái tự do nó cũng hơi có tính cách luông tuồng một chút á, thì rõ ràng là nước Mỹ thật một cách rất là thần kỳ đã giữ được an ninh từ đó cho đến nay, không có vụ khủng bố quy mô nào xảy ra, ngoại trừ một hai vụ ba vụ lẻ tẻ là do những cá nhân tự phát mà làm thôi, chứ không phải trong cái tổ chức của hoặc là ISIS hoặc là Al-Qaeda. Thành thử ra là tôi rất là khâm phục và biết ơn những người mà gìn giữ nền an ninh của Hoa Kỳ, họ làm việc trong âm thầm, trong bóng tối và vượt qua những cái tính cách, vấn đề đảng phái, vấn đề quan điểm, vấn đề tư tưởng, thứ cái gì. Cái mục đích cao cả nhất của họ là họ bảo vệ sự an toàn của người dân Hoa Kỳ. Thành thử ra tôi rất là biết ơn và khâm phục và tinh thần của nước Mỹ, cái đó nó rất là cao quý và đáng quý. Còn ngoài ra thì từ đó đến giờ quý vị cũng đều biết là nước Mỹ đã survive, tức là đã sống sót một cách rất là oanh liệt. Bởi vì mình có một cái thời kỳ mình phải sa sút về kinh tế là bởi vì cái tòa tháp đôi, quý vị biết là ở New York là cái đầu não của cơ sở kinh tế của Hoa Kỳ, mà bị đánh trúng vào cái đầu não rồi thì thưa quý vị, nó không tê liệt là may. Cho nên là chúng ta đã gượng dậy đứng được và chúng ta đến ngày hôm nay chúng ta đang trên đà tiến triển. Cho nên một lời thì xin cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ và nhất là anh em an ninh đã làm việc bất kể vấn đề đảng phái, tôn giáo, chính trị. Tôi xin nhắc lại, có một tấm lòng yêu nước và yêu những người dân của mình mà làm cái việc này trong bóng tối, chúng tôi rất là biết ơn. Chị xin trở lại với Miley. Và cái biện pháp là xin lỗi mà mới nhất thì chúng ta có đó là vấn đề mà hạn chế những người di dân lậu. Chúng tôi xin nhắc lại là di dân mà không có hồ sơ chính thức để có thể theo dõi dễ dàng. Những người mà đến biên giới một cách rất là khả nghi thì chúng ta phải có cái biện pháp siết chặt, mặc dù là hiện nay cái đó là cái mục tiêu để cho những cái kẻ thù của cái chính sách này họ đánh phá, nhưng mà đó là chúng ta phải làm. Chúng tôi cực lực ủng hộ cái điều này. Xin trở lại với Miley ạ.
Dạ vâng, thưa ông Hồng Phúc, sau cái biến cố 9/11 thì rõ ràng như chị Thái Hà cũng như anh Quốc Sơn đã trình bày thì chính phủ của Hoa Kỳ đã có những cái biện pháp phải nói là khác hẳn trước đây. Chẳng hạn như người ta dùng cái danh từ là racist profiling, nghĩa là mình bị nhắm vào vì cái màu da, vì cái lối ăn diện của mình. Và từ đó người ta nói rằng nước Mỹ trở thành một cái nước gọi là quá khích, một cái nước gọi là không còn thân thiện như trước đây. Thì thưa ông nghĩ sao trước những lời bình luận đó? Dạ, xin cảm ơn cô đã nhận lời cho tôi. Dạ, thưa trước hết là chúng tôi xin cảm ơn cái lời phát biểu của chị Thái Hà cũng như của anh Quốc Sơn đã soi sáng cho cái vụ này. Thì tất cả mọi người chúng ta đều biết cái lịch sử của cái nhà này và cái hậu quả của nó ra làm sao. Là một công dân của Hoa Kỳ mà lại là gốc Việt, lại là tức là người tị nạn, chúng ta không thể nào vô cảm trong cái trường hợp thương đau của nước Mỹ xảy ra trong cái vụ 9/11. Bởi vì thưa, nước Mỹ đã mở rộng vòng tay đón chúng ta lên đây, cho chúng ta cơ hội tạo lập và đời sống. Cái ơn nó không bao giờ chúng ta thể trả hết, kể cả những đời con cháu của chúng ta cũng phải đóng góp để xây dựng đất nước này. Cái biến cố đã xảy ra làm cái nỗi đau chung, dù là chúng ta không, người ta cũng gọi chúng ta là Mỹ giấy chăng nữa, chúng ta không thể nào vô cảm trong chuyện này. Chúng ta phải biết ơn nước Mỹ đã cho chúng ta cơ hội và giúp cho chúng ta được sống ở một cái đất nước bình yên và con cái có tương lai. Đấy là cái lời đầu tiên của chúng tôi xin được phát biểu. Cái sở dĩ xảy ra cái chuyện này đó, nó quá bất ngờ đối với nước Mỹ. Có thể nói đây là lần đầu tiên nước Mỹ nếm mùi chiến tranh. Bởi vì hơn 200 năm lập quốc đó, cứ đã chưa nước nào động đến được cái thủ đô của nước, thủ đô thương mại của nước Mỹ ở New York cả. Đây là một cái bất ngờ. Và chính vì cái sự bất ngờ đó là vì nước Mỹ xưa nay an toàn. Từ bao giờ đến nay không ai có xâm phạm đến nước Mỹ được cả. Mà hôm nay bị cuộc trận chiến này quả thực là một cái vết đau. Và dĩ nhiên từ đó chúng ta mới lại càng phải cảm ơn những người giữ an ninh. Từ cái ngày đó cho đến bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục được sống trong yên bình. Thì đó là một cái niềm hạnh phúc cho chúng ta là công dân của nước này và cái sự làm việc tận tình của cơ quan an ninh. Yeah. Thì nhân dịp này thì chúng tôi cũng chỉ nói, chỉ xin được nhân cái cơ hội này, đây là cảm tình riêng của cá nhân tôi. Tôi cũng nghĩ là quê hương đất nước của chúng ta. Bởi vì nước Mỹ đã trải qua một cái cơn khủng hoảng, một cái tai nạn hết sức là lớn lao cho nước Mỹ và mọi người dân đều đau buồn. Chúng ta cũng đau buồn chung với số phận đó. Nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ lại thương đất nước của chúng ta 20 năm chiến tranh, súng nổ từng ngày, bom đạn từng ngày. Chúng ta đến mùi chiến tranh gấp bao nhiêu lần hơn nữa. Chúng ta nghĩ rằng cố gắng làm sao làm cái bổn phận của một người công dân dù là của nước Mỹ, nhưng vẫn không quên cái gốc gác của người Việt để mà phục hồi lại cho cái đất nước chúng ta thoát khỏi cái sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam để mang đến hạnh phúc cho người dân. Thì cô, đấy là ý kiến của tôi. Dạ vâng, thưa Miley cũng xin được tiếp lời về cái vấn đề chờ cái ảnh hưởng của 9/11. Miley xin được trình bày với quý vị là cái hậu quả, nghĩa là cái tiền tiếng Mỹ gọi là post 9/11, nghĩa là sau khi cái ngày đó thì thưa quý vị, hiện tại cho tới bây giờ, cái số người mà bị gục ngã, chết hàng ngày vì 9/11 gây ra vẫn còn đang tiếp tục xảy ra. Như quý vị biết, sau khi tháp đôi bùng nổ và sập xuống thì cái không khí của khu vực đó đã bị bao trùm bởi những cái khí độc, những cái bụi. Trong cái không khí đó nó bao gồm, nó có những chất như là aluminum, nó có chất asbestos, nó có kiếm. Nó, ý mà chúng tôi muốn nói là nó nổ cái sức mạnh nó tới mức độ mà những cái hóa chất, những cái mảnh kiến nó tan ra và nó tạo thành như là cái bụi trong không khí. Và thưa quý vị, sau khi đó thì chúng ta đã nhìn thấy có những hàng ngàn nhân viên cứu hộ từ khu vực đó và từ khắp nơi trên Hoa Kỳ, họ không cần biết nguy hiểm là gì, họ đã đổ dồn về New York và họ ở đó ngày đêm thay phiên nhau làm việc, ngày này qua tháng khác chứ không phải chỉ một ngày, hai ngày. Thì thưa quý vị, dựa theo cái thống kê ngày hôm nay cho thấy đó là tại New York không thôi đó là có ít nhất
70.000 những nhân viên cứu hộ đã có mặt tại địa điểm và họ đã làm việc liên tục tuần lễ này qua tuần lễ khác. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, người dân mà sống trong khu vực của Manhattan đó, là quý vị biết New York nó đông người tới mức độ nào, đã có bao nhiêu người dân trong khu vực sau khi người ta trở về lại những cái khu vực người ta ở, người ta vẫn phải tiếp tục thở cái không khí của khu vực. Do đó thưa quý vị, ngày hôm nay y khoa đã chứng minh cho thấy rằng là có hàng trăm ngàn người, chứ không phải là một vài ngàn người, thưa quý vị, hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng về vấn đề tâm thần, và những người có cái triệu chứng mang chứng bệnh như là hô hấp và ung thư rất là cao, thưa quý vị. Đó là hậu chấn của 9/11. Và từ cái hậu chấn 9/11 ra, quý vị đã thấy là cái bệnh viện, cái mặt diện an ninh của Hoa Kỳ đã hoàn toàn thay đổi, và thay đổi một cách vĩnh viễn, thưa quý vị. Trong cái thời gian đầu tiên, quý vị đã thấy những người nào mà chùm khăn, chùm đầu, rau ria kín mặt, kín mày mà đi ra phi trường, chúng tôi bảo đảm là thế nào cũng bị chặn lại để hỏi giấy tờ, thưa quý vị. Cá nhân chúng tôi từ 9/11 cho tới bây giờ, chúng tôi đi ra phi trường cũng khá nhiều lần, mà chúng tôi nhớ cái thời gian gần đó đó. Vì cái lý do cái last name của chúng tôi là Đỗ, nó chỉ có hai chữ thôi, chữ D và chữ O. Thì khi ra phi trường đó là chúng tôi automatic bị giữ lại vì cái last name của chúng tôi, thưa quý vị. Thì do đó chúng tôi cũng xin được góp lời với quý anh chị trong chương trình. Chúng tôi cảm tạ cái sự hy sinh của người sống tại đây, không phải là chỉ người Mỹ thôi, ngay cả những người sống tại đây, trong đó có những người Việt của chúng ta cũng đã đóng góp rất là nhiều trong cái ngày 9/11. Và bên cạnh đó, một cái điểm nữa mà chúng ta ghi nhận cái lòng ái quốc của người dân Hoa Kỳ vào cái thời điểm đó, thì thưa quý vị, sau 9/11 có hàng triệu người Mỹ, người ta đã xếp hàng để ghi danh nhập ngũ, tòng quân nhập ngũ để mà giữ an ninh cho quốc gia. Và từ đó thì chúng ta đã thấy cái chữ IC là cái bọn nhà Hồi giáo quá khích đó, thưa quý vị, và trận chiến của Hoa Kỳ đối với nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích đã kéo dài cho tới ngày hôm nay. Và rất là may mắn, ngày hôm nay thì chúng ta cái chữ IC chúng ta không có còn nghe nhiều nữa, thưa quý vị, vì thực sự họ đã gần như là bị đánh tan rồi, thưa quý vị. Tuy nhiên họ vẫn còn, và chính phủ của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục trong cái trận chiến chống khủng bố tại khắp nơi. Và Hoa Kỳ người ta đã có một cái lời thề rằng họ sẽ không có để máu lửa đổ trên đất nước của họ, họ sẽ mang trận chiến tới tận nơi của đối thủ, chứ họ không để cho đối thủ tới nhà của họ. Thì ông Hồng Phúc nói rất là đúng, thưa ông. Trong cái thời gian hiện đại, trong cái lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ, thì chúng ta chỉ thấy cái vụ Trân Châu Cảng là thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã tấn công vào Trân Châu Cảng của Hoa Kỳ. Và chúng tôi còn nhớ là sau khi đó là một vị tướng lãnh cao cấp của Nhật Bản, khi mà oanh tạc xong Trân Châu Cảng thì ông nhìn lên trời và ông nói: trời ơi, chúng ta đã đánh thức một người khổng lồ thức dậy. Thì thưa quý vị, quả thật cái người khổng lồ đó, và giờ này họ đang tiếp tục để tiêu diệt cái bọn khủng bố, để không có thể cho chúng nó bước chân tới đất nước này. Vâng, sau đây thì chúng tôi xin được bước qua một cái đề tài kế tiếp, thưa quý vị. Có lẽ Mali tin chắc rằng ông Hồng Phúc, chị Thái Hà cũng như anh Quốc Sơn, trong tuần lễ vừa qua đã không ít thì nhiều đã nghe tới cái bài báo của tờ New York Times. Họ đăng nó gọi là op-ed, thì tóm lược lại đó là trong cái bài báo này là của một người nạc danh, người ta viết cho tờ báo New York Times, và họ nói rằng nội các của Hoa Kỳ đã nhóm họp và có người đã đưa ra cái đề nghị là phải truất phế hay là lật đổ tổng thống. Và có người đã nói rằng đây là cái thời điểm mà cái amendment số 25 của Hoa Kỳ, đoạn số 4
cần phải áp dụng. Thì và trong tuần lễ vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe thấy cái cuốn sách của ông Woodward, ông đã cho ra trình làng về cái cuốn sách của ông. Thì nói tóm lại thưa quý vị, họ nói rằng trong cái tòa bà đốc đó nó loạn cả lên. Lúc nào cũng làm việc trong cái sự căng thẳng, và cái ông chủ của tòa bà đốc tức là tổng thống Donald Trump như một là người phải nói là như một người khùng vậy đó. Thì thưa quý vị, không biết là quý vị nghĩ sao, quý vị có nghĩ rằng là tòa bạch ốc của Hoa Kỳ bây giờ đang làm việc như một con rắn không đầu hay là một con gà không có cái đầu vậy, nó chạy lăn quanh mà nó như điên vậy, không đâu vào đâu cả. Thì Miley xin được mời ông Hồng Phúc. Thưa ông, tuần rồi ông cũng có nhắc tới ông Woodward, thì Miley xin được nghe ý kiến của ông trước thưa ông. Dạ, cảm ơn cô. Cô cứ đưa cái búa cho tôi ngậm cái này khổ quá. Dạ. Thưa quý vị, trước hết là chúng tôi xin được minh định là tôi không chống ông Trump, tôi không bênh ông Trump. Tôi là người đem sự việc ra trình bày, phán xét là của quý vị, tôi không có lời kết luận. Dạ. Thứ nhất là cái vấn đề người ta gọi đây là một cái bài báo ẩn nạc danh. Thì riêng tôi thì tôi nghĩ có lẽ gọi là ẩn danh thích hợp hơn. Bởi vì nạc danh đó, nó có tính cách là một cái bài báo vô trách nhiệm, họ viết ra rồi họ có thể in hay là họ gửi đại lên internet đó bằng những cái địa chỉ vô, những cái địa chỉ vớ vẩn và một truy cập không ra, thì đó là nạc danh. Nhưng đây là một cái vụ ẩn danh, bởi vì sao? Có người biết ai viết bài này, họ biết rõ nhưng mà họ không nói. Đó là tờ New York Times. Trước khi mà họ viết, họ đăng cái bài báo này, họ đã gặp tác giả bằng cách nào thì chúng tôi biết, nhưng mà họ có dùng cái chữ là có liên lạc với tác giả và họ sẽ cam kết họ giữ kín không nói ra. Thì rõ ràng đây là một cái bài báo ẩn danh. Vâng. Thế thì qua những ngày qua thì cái phản ứng như thế nào quý vị khán giả đều biết rồi, rất là nặng nề, như là hai bên gây cấn và truy tố nói nhau ra chuyện này với rất là nhiều. Thì tôi muốn đưa một cái nhìn khác về cái vấn đề này, mà cái nhìn này tôi chắc chắn là sẽ bị chê bởi vì có vẻ quân từ tàu. Dạ. Tôi nghĩ nếu cái giải pháp mà bây giờ đưa ra mà thi hành với luật pháp, thưa đi kiện, đưa kêu là Tổng thống Trump có đề nghị Bộ Tư pháp điều tra xem là ai, thì tôi nghĩ cái chuyện này nó cũng là một cái hợp pháp thôi, và nó cũng là đúng với lẽ tự nhiên thôi. Khi bị người ta bôi bẩn, người ta nói xấu, phản ứng của mình là trong tầm tay của mình, có cái gì vớ được cái gì thì mình phang cái đó, đó là tự nhiên thôi. Nhưng mà tôi cứ nghĩ một câu như thế này: tại sao Tổng thống Trump không làm thử một chuyện quân tử tàu coi? Trong cái lá thư đó họ có nói rõ là họ cảm ơn ông Trump và họ support, hết làm hỗ trợ ông Trump để ông Trump hoàn thành cái nhiệm vụ của mình trong vai trò lãnh đạo đất nước. Họ nói họ thực lòng đây, không phải họ chống ông Trump. Đấy là cái lời nói của trong cái lá thư đó. Thế thì nếu mà nhân cơ hội này ông Trump chơi cú hay là cao cờ đó, là bị ông ngỏ lời cảm ơn. Cảm ơn ông này là một cái người đã có lòng hỗ trợ và nói ra những cái điều rất là can đảm. Thứ hai, trong cương vị tổng thống, ông sẽ cảm ơn cái tác giả lá thư này đã đưa ra những cái ý kiến mà cái người đó tự nhận mình là xây dựng con đường tranh đấu cho quốc gia. Đó là cái điều hai. Và điều thứ ba đó, ông sẽ mời ông này một là vào tàu hòa dốc, hai là gặp ở bất cứ nơi nào, tay đôi, hai người, chúng mình nói chuyện với nhau, tôi lắng nghe những lời phê bình của ông và ông cho tôi nghe những cái lập luận của ông. Vì sao ông biết những này hay những bằng chứng này? Thì tôi nghĩ nếu mà làm như thế đó, thì cái điều thứ nhất là không phải đi điều tra hết, tự nhiên cũng biết tác giả là ai. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai, nếu như cái anh chàng tác giả này ấy, mà vẫn câm miệng không nói một lời nào, không phát biểu, không lên tiếng ấy, thì lúc đó ông Trump hãy dở cái sở trường của mình là tuyết. Ông tuyết ra tha hồ mà tài xế. Tay này là cái tay láo quét, chèn nhát, nói mà không dám xuất đầu lộ diện. Thì đây không phải là xây dựng. Thì đấy là cách suy nghĩ của tôi. Tôi nghe nó cũng có vẻ hơi cải lương, nhưng mà không, đấy là cái ý kiến mình nghĩ cho nó khác đi, thay vì cái phản ứng nó quá cuồng nhiệt trong mấy năm nay làm cho cộng đồng sôi nổi lên. Cái thứ hai mà tôi nhận xét đó là tôi rất tiếc là có quý vị cao cấp ở trong tòa bạch ốc. Ông Trump chưa tra hỏi một ai hết, ông chưa chỉ định, ông nhìn vào một ông nào để ông chỉ vào mặt ông nào nói cái điều gì hay là nghi ngờ gì hết. Thì đã có một số cao cấp vội vàng thanh minh đính chính cái vô lặng trở lên. Ông Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo đang ở xuất bên Ấn Độ cũng lánh tiếng lên là tôi không phải tôi nha, ai hết không phải tôi nha. Ông Phó Tổng thống Ukraine nghĩa là còn đòi lên ghế điện để ngồi cho nó trách máy nói thật để mà ấy. Tại sao mà phải sợ đến như vậy? Làm cho cái thằng viết cái lá thơ này, tôi xin lỗi, cái người viết cái lá thơ này á, họ ngồi thôi họ cười thầm thôi. Thành nhất tôi những cái điều đó là cái điều không nên phản ứng một cách như thế. Các ông phải chứng tỏ cương lĩnh. Tôi sợ, tôi ngồi đây tôi không làm gì cả, tôi không bị phải động lòng, không lên tiếng.
người ta có tật thì mới giật mình. Tôi nhớ ngày xưa ở Việt Nam Cộng Hòa đã có một cái chuyện mà hết sức làm cho giới trí thức bị người ta mỉa mai. Đó là một lần trong một dịp Tết, Tổng thống Ngô Đình Diệm mở các phái đoàn của chính phủ vào chúc Tết Tổng thống. Đến lúc có một ông lên chúc Tết, xong rồi một vị bộ trưởng, đến lúc đi ra thì không dám quay mông lại, rồi quay đít lại trước mặt Tổng thống, phải đi giật lùi. Cuối cùng thì ông đúc vào một cái đôn, nó rớt nó xuống, bể luôn cái bình rất quý của phủ Tổng thống. Câu chuyện đó, người để đời cho giới trí thức, việc gì phải có những cái hành động như vậy, quan liêu. Là thành thử ra ở đây cũng vậy, tôi thấy chúng ta phải có cái anh hùng của mình chứ, mình chỉ phải làm thế như vậy. Thành thử ra thì tôi chỉ xin phép được nói như vậy thôi. Chứ tôi nói ra có vẻ lầm cầm, những quý vị tha thứ cho. Xin được nhận lại là trở lại với cô Mai Lê. Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Xin mời anh Quốc Sơn, thưa anh. Không biết là anh có nghiên cứu gì về vấn đề hiến pháp số 25 và phần số 4 của hiến pháp này hay không, thưa anh? À, vâng, thưa quý vị, trước hết nói về cái op-ed thì theo như có Sơn, cái thiện ý của Sơn ấy, thì đây là một hành động của một kẻ hèn không dám lộ diện, và tờ New York Times trở thành một tờ báo lá cải giống như tờ National Enquirer. Đó là nói về cái tờ op-ed. Và nói về cuốn sách của ông Woodward thì nó cũng sẽ đi vào quên lãng một cách nhanh chóng, có thể 2 hoặc là 3 tuần hoặc là 1 tháng nữa thì xong. Còn về cái hiến pháp điều 25 của tu chính án số 25, trong cái đó thì người ta nói rằng tổng thống có thể về phó tổng thống có thể là thay thế tổng thống khi trong cái điều kiện là bị chết, từ chức, bị trước thế, hoặc là bị impairment, tức là thiếu khả năng để, và không làm đủ cái trách nhiệm của mình. Thưa quý vị, nếu nói chung á, thì cái nhóm chống đối của Tổng thống Trump đó nhắm vào tu chính án thứ 25 là trước thế ông về việc thiếu khả năng làm việc, cũng như cái tờ op-ed hay là cái bài báo, cái cuốn sách của ông Woodward nói rằng ông là như một thằng khùng ấy. Thưa quý vị, nhìn lại chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, Tổng thống Trump đã làm được quá nhiều việc cho Hoa Kỳ. Và cái khả năng của ông trong cái thời gian tranh cử, ông đã đánh bại 16 người và 17 người nói chung, kể cả Hillary Rodham Clinton. Thì như vậy, ông thế nào là thiếu khả năng? Thưa quý vị, đây đó là một cái điều không thể nào xảy ra, và đây là một cái trò chơi của đảng Dân Chủ nhằm sách động và kêu gọi cử tri Dân Chủ đi bầu. Và chắc chắn rằng họ sẽ không thành công, vì thưa quý vị, người dân Hoa Kỳ thông minh hơn nhiều với cái gì như gì mà những người này suy đoán. Cho nên đó là cái ý kiến của Quốc Sơn. Xin trả lời với Mai Lý. Dạ vâng, trước khi chúng tôi xin mời được nghe ý kiến của chị Thái Hà, chúng tôi xin mời ông Thanh của Grand Rapids, thưa ông, xin mời ông lên tiếng ạ. À, xin cảm ơn cô Mai Lê, xin chào quý vị ở đó và chào khán giả. Dạ, thay mặt cho anh em trong chương trình, kính chào ông, xin mời ông cho biết ý kiến. Dạ, ý kiến của tôi là như vậy, cái này, về cái điều rõ ràng, anh Quốc Sơn không có nắm giỡn cái này. Cái bài op-ed đó là bài opposite of editor trên tờ báo Washington Post. Nó không phải là chi tờ Inquirer. Bài đó là không có nằm ở những tờ báo lá cải. Đó là cái thứ nhất. Yeah. Dạ, cái thứ hai đó là cái điều chứng tỏ như hồi nãy anh Hồng Phúc có nói đó. Là khi bài báo đó đưa ra là những người gần như là cấp cao từ phó tổng thống trở xuống bên kia đều phải là lên tiếng là chối bỏ cái đó. Có phải là phi không? Có phải là nó xác định cái cuốn sách của bút qua không? Fear and the Trump. Why không? Đó là ý kiến tôi đưa ra thôi. Tức là khi một bài báo đưa ra là thấy rất rõ cái sự, cái cuốn sách của ông bút qua. Những fear đó nó rõ ràng là quá đúng. Khi mà có chuyện gì xảy ra hầu như người ta sợ. Rồi cái ý kiến của anh, dạ, đó là thấy rõ như vậy đó. Dạ, ý kiến của tôi là vậy. Mà tôi muốn đính chính là cái vấn đề của ông Quốc Sơn đó, cái bài op-ed đó là opposite of editor.
tức là nó trên trang của editor chứ không phải là trên cái báo anh quay rồi chứ cô anh nói là cái báo không có thể đâu. Dạ, xin mời anh Quốc Sơn ạ. Dạ, thưa quý vị, cái một tờ báo có danh tiếng từ hồi giờ chưa bao giờ đứng ra in một cái bài báo của một kẻ không có tên. Và tờ báo New York Times đã làm như vậy, chứng tỏ họ trở thành một tờ báo lá cải. Đó là ý của cô Sơn vậy. Dạ, xin mời ông Thanh hãy kiên nhẫn một chút xíu, rồi Miley sẽ tới phần Miley sẽ trình bày cái này một cách rõ ràng hơn thưa ông. Xin mời chị Thái Hà, thưa chị. Dạ thưa vâng, chúng tôi xin nhắc lại một câu nói của Tổng thống Thomas Jefferson. Ông nói rằng là cái tình trạng cái người dân thiếu thông tin là một cản trở rất lớn cho nền dân chủ. Thì thưa quý vị, thời đại chúng ta không chỉ cái người dân thiếu thông tin, chúng ta nhận nhiều thông tin, quá nhiều là khác. Nhưng mà nhận xong rồi chúng ta có thêm cái khả năng sàng lọc nữa. Đâu là tin thật, đâu là tin giả, đâu là tin xây dựng, đâu là tin phá hoại. Bởi vì nhiều thập niên trước, khi mà truyền thông còn làm cái sứ mệnh thiêng liêng của họ đó, thì một lời nhà báo nói ra, một bài nhà báo đăng tải là một sự thật, là một lời khuyên hữu lý, là một cái bức tranh không thể nào sai chuẩn được của cái xã hội vừa đang sống. Nhưng truyền thông bây giờ rõ ràng quý vị thấy không phải như vậy. Truyền thông bây giờ bị mua chuộc, truyền thông bây giờ tích tay, tức là đứng về phe này phe kia và làm những việc rất là đi ngược lại cái truyền thống yêu nước của về công dân bất cứ một quốc gia nào, không cứ là công dân Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, cái vấn đề mà cái New York Times, cái bài op-ed đó thì chúng tôi thiết nghĩ nó là một cái bài thật tình không đáng để ý, như lãnh Hồng Phúc nói. Nếu mà nó không khơi động một cái điều đáng sợ khác ở trong nội bộ chính phủ của Trump nhằm để lũng đoạn, để đánh phá, gây hiềm khích, gây nghi ngờ trong nội bộ, đó là cái cú đòn độc nhất mà trong tất cả những cái chiêu đòn của cái người mà gọi địch thủ mà đánh mình là phải đánh vào vấn đề nội bộ để nghi ngờ lẫn nhau. Thì bạch tóc chúng tôi không thấy xáo trộn đâu cả, chỉ thấy xáo trộn ở trên những cái tin tức đưa ra mà gọi là fake news đó. Mà nếu không gọi là fake news thì gọi là những cái tin tức mà không có khách quan, nó subjective, nó chủ quan, nó nhắm một cái hướng nhất định là phải đánh đổ một cái điều gì mà cái dư luận này muốn. Thành thử ra thưa quý vị, chúng ta phải quan tâm, là bởi vì nếu làm cái lá thư bình thường thôi thì một người nặc danh đúng là chúng ta không có điều gì mà phải, bởi vì một người đã nói là phải có trách nhiệm, phải xưng mình là ai, nhất là người Mỹ, quý vị, mỗi bài đều có cái hình ảnh nhỏ của tác giả ở trên góc bài để chịu trách nhiệm với cái bài của mình. Còn cái người đã không dám làm cái điều này thì đúng như anh Quốc Sơn nói là một người hèn, một cái người đánh lén mà lại làm ra vẻ như là mình quân tử, đánh công khai, chỉ có giấu tên thôi, thế nào là giấu tên. Và đúng như anh Quốc Sơn nói, một tờ báo như New York Times mà có cả một cái quá trình mà mình đã thấy một tờ báo lớn, nhưng mà cũng không thoát khỏi cái bàn tay của ông George Soros là sở hữu của cái tờ báo này. Cho nên là ông mới nói, nhưng họ sẽ nói những cái điều gì có lợi cho dân chủ và phục vụ cho cái ý muốn của dân chủ vào lúc này, là không những đánh ông Trump chỉ lấy cớ thôi thưa quý vị, để anh em chúng ta xào xáo cãi nhau tranh luận. Cái chính là dân chủ muốn nắm cái quyền ở trong tay họ để áp đặt cái đường lối của dân chủ. Và đường lối dân chủ là vì là gì, quý vị biết, chúng ta đã trải qua một kinh nghiệm rất đau thương với dân chủ trong cái biến cố 30 tháng 4. Chúng ta đang trải qua một cái biến cố đau thương thứ hai với quê hương thứ hai chúng ta đang tạm cư vào đây, là bởi vì dân chủ họ không có phải chỉ lấy một cái tòa bạch ốc như là một ông tổng thống trong nhiệm kỳ 4 năm 8 năm đâu. Họ nhắm là trong 8 năm đó họ sẽ áp đặt được cái chủ nghĩa họ theo đuổi, cái đường lối họ theo đuổi, biến cái nước Mỹ này từ nước dân chủ hợp hiến, một nước dân chủ tôn trọng nhân bản và có những cái giá trị đạo đức truyền thống, thành một nước dân chủ hỗn loạn của chủ nghĩa xã hội, đi vào cái chủ nghĩa dân túy, tức là mị dân bằng những chiêu bài mình thấy rõ ràng chỉ có nói mà không có làm. Thì thưa quý vị, họ hy vọng họ dùng cái hiến pháp 25, nhưng mà họ vội vã quá. Thì tôi không tin rằng họ không đủ trình độ để hiểu cái tu chính án 25 nói cái gì. Vấn đề cái điều thứ tư là cái điều nói về vấn đề mà phó tổng thống có quyền thay tổng thống trong trường hợp nào. Thì thưa quý vị, chính ông John D. Furyk là một trong những kiến trúc sư đã kiến tạo nên cái tu chính án này và đã theo đuổi, đã bảo trợ tu chính án này cho đến khi nó thành hình vào năm 1960, đầu thập niên 1960. Chính ông ấy đã tuyên bố với tờ báo Business Insider vào tháng 3 năm 2017, khi mà có cái dư luận đưa ra là sẽ dùng cái tu chính án này
để mà đánh đổ rất phế ông Trân. Thì ông nói rằng là tất cả những thượng nghị sĩ nào đã ký tên vào cái luật này tuyên bố rõ ràng là một vị tổng thống mà không phù hợp trong chức vụ là phải dựa trên những cái dữ kiện reliable, đáng tin cậy, tức là những cái reliable fact, những cái dữ kiện đáng tin cậy, bao gồm cái vấn đề thể lý và tinh thần, những khả năng về thể lý và tinh thần của tổng thống, không phải là cái thành kiến cá nhân, not personal prejudice, nói rất là rõ ràng. Và nếu mà quý vị đọc lại cái lịch sử để mà người ta tranh luận khi mà ra cái dự luật này, thì rất rõ ràng là, thưa quý vị, đường lối cai trị và sự khác biệt về chính trị không bao gồm trong cái điều 4 của tu chính án 25, gồm cả cái vấn đề là không thân thiện với dân chúng, gồm cả cái vấn đề là có những cái đoán xét, những cái phán xét non nớt, những cái sự bất lực, incompetent, bất lực, hay là lười biếng, hay là ngay cả những cái hành động, những cái vi phạm như là sẵn sàng để có thể bị truy tố, bị đàn hạt, như là Tổng thống Bill Clinton và cái hồi mà phạm tội với cô Monica đó. Đó là cái impeachable conduct, một cái tính nét mà có thể đưa đến cái vấn đề bị đàn hạt. Không có cái nào trong nhiều viện này hết. Và quý vị sẽ thấy là cái cuộc tranh luận để cái dự án, để cái dự luật này thành luật có ghi lại ở trong cái biên bản của Quốc hội không có bao gồm cái vấn đề mà người ta vừa nói, tức là không có quan điểm về personal prejudice. Không phải một người nói tổng thống không có khả năng về tinh thần, về thể lý mà người ta phải tin, không phải như vậy. Phải có chứng cứ, phải có những cái fact mà reliable. Ví dụ nói tổng thống không có thích hợp về phương diện mà tinh thần thì phải có giấy chứng của bác sĩ. Nói về vấn đề là nếu mà ông không có khả năng suy đoán thì phải có những chứng cứ là ông làm hại đất nước cho đến nay ở những cái điểm nào. Cái này hoàn toàn cái phe đối lập của ông Trump nói thẳng ra, thưa quý vị, không phải chỉ có dân chủ đâu, cả cái phe cộng hòa bảo thủ nữa. Bởi vì khi mà ông Trump ra ứng cử, ông nói rằng là nếu mà tôi bước vào Tòa Bạch Ốc, nếu tôi làm tổng thống, tôi sẽ thay đổi toàn diện cái bộ mặt của những cái người hiện nay đang ngự trị ở Washington. Trong đó không phải chỉ có dân chủ với cái tham vọng của họ bây giờ là áp đặt cái chủ nghĩa xã hội, nhưng mà ngay cả những người cộng hòa đã ổn định với cái nghề nghiệp của họ, với cái sự giàu có của họ, họ cũng không muốn bị xáo trộn cái nền tảng đó. Cho nên ông Trump là mối đe dọa cái sự an nguy của họ, họ cũng đánh luôn. Thành ra không phải riêng dân chủ đánh ông Trump mà cả cộng hòa bảo thủ, cộng hòa những người giàu có, những người đã ăn trên ngồi trước, những người có cái thành tích lâu đời ở trong cái sự nghiệp bao nhiêu năm, bao nhiêu đời của họ rồi. Thì quý vị thấy một người bạn của tôi rất là thân, phải nói là có trình độ, mà còn tin vào lời một cái vị mà, thưa quý vị, là ông Thomas Friedman. Ông Thomas Friedman là một người đã từng có hai cái giải thưởng Pulitzer, hai cái giải thưởng cao quý của báo chí. Ông viết một bài, và trong đó ông ấy chê trách Tổng thống Trump ở chỗ là đã chủ trương vấn đề là phải kiểm soát cán cân thương mại, tức là không có free trade. Rồi thì ông ấy chủ trương là đem cái công việc ra ngoại quốc mà làm với nhân công rẻ, để giá thành rẻ cho dân chúng được tiêu dùng rẻ, là cái việc tuyệt vời. Bây giờ mà đem cái công việc nó về lại Mỹ là ngu xuẩn, là nền kinh tế đi xuống, hàng hóa lên giá, công chúng có tiền mua, vân vân. Là bởi vì sao, thưa quý vị? Tôi phải đi tìm cho ông Thomas Friedman này là ai. Thì rõ ràng ông ấy là một cái người, thưa quý vị, đã lấy một người đàn bà trong một cái gia đình là một trong 100 gia đình giàu có nhất nước Mỹ. Ông làm rể cái gia đình này, và hiện nay ông đang ngủ trong một căn nhà, thưa quý vị, 11.500 square feet trên một cái diện tích là 7.5 acre đất. Và ông lấy vợ năm 1978. Mà quý vị biết rằng là cái cuộc hôn nhân ở bên Mỹ này đấy, nó có nhiều cơ hội để người ta có thể không ở với nhau lâu dài. Nhưng mà ông này không phải là ông marry to bà Anna Friedman, ông còn marry cả với một cái đế chế giàu có như vậy. Thành ra ông không có thay đổi. Và khi mà ông viết bài là ông tông thích những cái gì đi ngược lại với quyền lợi của gia đình ông ấy. Đó thì đó là một trong những cái bài viết mà bạn tôi đánh giá là ô xem này đi để biết. Mà tôi giận nhất trong cái bài này đó là khi mà ông thuyết phục chúng ta thì cứ được thuyết phục chúng ta sẽ nghe. Nếu mà phản thì chúng ta nghe thôi. Ông mang trẻ con vào để mà hỗ trợ cho những người, xin lỗi quý vị, hai vợ chồng cãi nhau, chồng không hơn, vợ không hơn, mang con vào để làm áp lực. Cái đó là cái tồi tệ, tôi thấy không được. Ông nói là you may want your kids to know that. Quý vị có thể muốn cho con cái. Thế ông một suối bảy cha mẹ,
nói với con cái biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh chúng nó. Cái chuyện đó là chuyện rất là tệ hại. Cho nên tôi thấy là cái người đánh phá ông Trump bây giờ đó, họ không phải là bây giờ không phải là cái lúc mà nói chuyện chủ nghĩa yêu nước nữa. Chúng ta thấy là hơn bao giờ hết, cho chị nói nốt câu này mai đi, hơn bao giờ hết thì chúng ta cần những người yêu nước thực sự, không phải là dân chủ, không phải là cộng hòa, không phải là những người bênh vực cái quyền lợi cá nhân của mình, mà tình yêu nước trên hết. Còn nếu không thì nước Mỹ này sẽ có nguy cơ. Chị xin trở lại với Mandy. Dạ vâng, xin được cảm ơn chị Thái Hà và thưa quý vị khán giả về cái vấn đề này đó. Thì chúng tôi sau khi đọc cái này đó là chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để chúng tôi truy tập cái 25 Amendment đoạn số 4. Thì do đó những quý vị thính giả nào đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, và nếu quý vị muốn có một cái copy của cái 25th Amendment Section 4, xin liên lạc về đài, chúng tôi sẵn sàng gửi cho quý vị một copy. Chúng tôi đưa ra những cái vấn đề này đó là để chúng tôi nghĩ rằng người Việt Nam của chúng ta, người Việt gốc Mỹ chúng ta cần phải mở mang cái kiến thức của chúng ta về luật pháp của Hoa Kỳ, để khi mà thí dụ người ta nói Amendment 25 phần số 4, chúng ta biết ngay nó nói là cái gì, và chúng ta không cần phải nghe qua một người thứ ba để mà nói ô cái này có lẽ là nói về vấn đề này hay về vấn đề này. Phần đông chúng ta một cách tổng quát chúng ta biết, nhưng mà đi vào chi tiết thì chúng ta không có am tường về vấn đề này. Cái lý do mà như hồi nãy ông Hồng Phúc nói là tại sao Tổng thống Donald Trump khi mà cái phần op-ed này nó ra đó, thì ngay trong cái người quan trọng trong chính phủ của ông Trump là phải vội vàng lên tiếng ngay lập tức, là nó có liên quan tới cái phần số 4 của cái amendment số 25. Thưa quý vị, cái amendment số 25 này như chị Thái Hà vừa mới nói đã được thông qua vào cái thời kỳ thập niên 60 sau khi tổng thống John F. Kennedy bị ám sát. Thì lúc bây giờ lập pháp của Hoa Kỳ họ mới ngồi lại để mà họ viết cái đề luật cái 25th amendment. Trước đây trong hiến pháp của Hoa Kỳ có nói tới cái vấn đề là nếu tổng thống bị inability, không thể làm việc được, thì phó tổng thống có thể lên, nhưng mà họ hoàn toàn không đi vào chi tiết những cái trường hợp trong lịch sử của Hoa Kỳ có những trường hợp như tổng thống Woodson, rồi thêm một vài tổng thống nữa, chẳng hạn như ông tổng thống James Garfield. Đây là những cái người mà người ta đã nằm trên giường bệnh một thời gian khá lâu, nhưng mà người ta không có mất chức tổng thống. Thì do đó nói tóm lại, cái hiến pháp original của nước Mỹ không có nói rõ, cho tới năm 1900 sau khi tổng thống John Kennedy chết, thì năm 1965 lưỡng viện của Hoa Kỳ họ đã ngồi lại và họ viết lên cái amendment số 25, trong đó nó có điều khoản số 4. Và mãi tới năm 1967 thì 2/3 tổng số của các tiểu bang Hoa Kỳ họ mới ratify, nghĩa là họ chấp nhận, thì lúc bây giờ nó mới được thành hình. Và từ ngày nó thành hình cho tới bây giờ hoàn toàn chưa bao giờ được sử dụng. Bây giờ chúng tôi đi vào cái phần 4, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ không có cái thời giờ để mà giải thích hết cho quý vị phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4. Cái lý do mà người nội các của Tổng thống Donald Trump vội vàng phải lên tiếng, chẳng hạn như Phó Tổng thống cũng lên tiếng và ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng phải lên tiếng, là vì lý do trong cái op-ed này có nói đó, đây là một cái bài viết của một người cao cấp nằm trong nội các của chính phủ viết ra. Thì đó là lý do tại sao những người mà trong nội các như Phó Tổng thống, ông Pompeo, những người đó là phải vội vàng lên tiếng, không phải tôi, và tôi sẵn sàng ngồi lên cái máy nói thật để chứng minh rằng tôi không phải là người đó. Thì sau đây chúng tôi xin mời quý vị kiên nhẫn với chúng tôi để nghe về cái section 4, cái đoạn 4 nó nói như thế nào. Thưa quý vị, cái đoạn 4 đó, nó nói đó, nội các của một chính phủ là những người thường xuyên, hàng tuần, hàng ngày đều họp với Tổng thống, đều ra vào làm việc hand on hand với Tổng thống. Thì những người đó là những người có những cái nhận định rõ ràng nhất về cái tình trạng tâm lý, tình trạng sức khỏe của Tổng thống. Trong trường hợp nội các của chính phủ
mà nhận thấy rằng tổng thống này không còn có khả năng về tâm lý sức khỏe để làm việc nữa, thì bắt buộc phải có số đông. Hiện tại bây giờ nội các của Hoa Kỳ có 15 bộ, thưa quý vị. Quý vị có thể đi vào website để quý vị thấy chính phủ của Tổng thống Donald Trump cũng có 15 bộ, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng kinh tế, vân vân và vân vân. Bên cạnh đó có những người còn nắm những vai trò rất là quan trọng, chẳng hạn như bà Haley, chẳng hạn như là ông tướng Kelly. Nhưng mà những người đó, đó không được gọi là thành phần nội các, họ chỉ là tiếng Mỹ gọi là không phải là core member đó, thưa quý vị. Thì do đó người ta không được bầu. Nội các chỉ có 15 người, thì do đó cần phải có ít nhất là 8 người cộng thêm phó tổng thống cùng xác nhận rằng tổng thống ngày hôm nay không còn có thể làm việc nữa, thì họ phải viết lên một cái petition hay là một cái đệ đơn của họ, một cái văn bản và họ phải gửi lên cho cái người chủ tịch của Hạ viện, hiện tại bây giờ là ông Paul Ryan, và ông thượng nghị sĩ Pro Tem của phía bên thượng viện Hoa Kỳ, hiện tại bây giờ là ông Hatch, nếu mà Ly không làm. Thì khi mà người ta viết lên như vậy đó, thì ngay lập tức phó tổng thống được take over cái quyền của tổng thống. Nhưng mà chưa phải là tổng thống mất chức, thưa quý vị. Tổng thống lúc bây giờ có quyền chống đối cái đệ đơn của phó tổng thống và số đông của nội các. Và lúc bấy giờ đó, nếu mà hai bên tranh chấp với nhau như vậy đó, thì lưỡng viện quốc hội phải xử về vấn đề này, và cần phải có 2/3, phải có 2/3 lưỡng viện quốc hội thì mới có thể phê chuẩn là tổng thống là không còn có khả năng, hay là tổng thống vì một lý do nào đó bị truất phế. Thì đó là lý do tại sao mà phó tổng thống, quý vị thấy là khi cái bài op-ed mà nó đưa ra một cái là mọi mũi dùi nó chĩa vào phó tổng thống ngay, tại bắt buộc phải có phó tổng thống thì chuyện này mới có thể xảy ra được. Thì đó là lý do tại sao phó tổng thống Pence là ông phải lên tiếng ngay lập tức, ông sẵn sàng ngồi lên cái máy nói thật để mà thử, để chứng minh là ông nói thật. Và lý do tại sao ông Pompeo lại phải lên tiếng như vậy, thưa quý vị, nếu quý vị vào nhìn vào cái danh sách nội các của chính phủ đó, thì quý vị thấy trước hết là phó tổng thống là người kế vị này nhá, rồi sau đó là bên ông Speaker of the House, rồi thêm hình như là ông trưởng của Hạ viện nữa. Nhưng mà hai người đó thì không được nằm trong nội các của chính phủ vì họ nằm trong phía bên lập pháp. Thì do đó như vậy coi như là mình là ba người nhé. Cái người kế tiếp nữa đó là, thưa quý vị, ông Mike Pompeo là người thứ tư. Thì do đó, đó là lý do tại sao mà quý vị đã thấy là Mike Pompeo cũng như ông Mike Pence phải lên tiếng ngay lập tức là như vậy. Thì cái vấn đề này chúng tôi rất là đồng ý với chị Thánh Hà. Thưa chị, đây là một cái sự đánh giá rõ ràng, gần gọi là chia sẻ nội bộ của chính phủ Donald Trump. Như quý vị biết, 15 bộ trong chính phủ của Hoa Kỳ, những người trưởng của bộ này, chẳng hạn bộ tư pháp, bộ vân 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 vân, đều là những người được bổ nhiệm bởi tổng thống Donald Trump. Thì chúng ta thấy rõ ràng mục đích của cái op-ed này đó, mạo danh nói rằng là tác giả của cái người này, của cái thơ đó, là một người cao cấp trong nội các của chính phủ. Kế đến đó, nói rằng phó tổng thống Mike Pence là người có liên quan tới vụ này. Họ đã ngồi lại với nhau, nhưng mà cuối cùng họ không có ai bằng lòng ký vào, hay không có ai muốn đưa tới một cái sự lũng đoạn về hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì May hy vọng với những cái sự trình bày của chúng tôi, quý vị có am tường hơn một chút xíu về cái 25th Amendment Section 4. Vâng, Miley xin được mở làn sóng, không biết là quý vị có gì thắc mắc, quý vị cứ hỏi, Miley sẽ sẵn sàng trả lời về cái 25th Amendment Section 4.
cô cho phép tôi góp ý tí được không cô? Dạ, xin mời ông thưa ông. Dạ. Dạ. Nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đã đi hơi sớm và quá sâu vào cái điều về cái tu tinh án số 25. Bởi vì chúng ta phải nhìn thấy cái vấn đề ai là người có cái quyền làm công việc để mà tuất phế tổng thống hay là bắt tổng thống ép buộc mà cũng phải từ chức. Cái đó là của quốc hội. Dạ không, dạ không thưa ông. Miley vừa mới trình bày với ông cái đoạn số 4 của cái 25th Amendment. Là vâng, không cần phải có quốc hội, chỉ cần có phó tổng thống và số đông của nội các, tức là 8 người trong 15 người trong nội các của Hoa Kỳ. Và cái lá thơ này đó nói rằng nội các của Hoa Kỳ đã họp và kêu gọi áp dụng 25th Amendment Section 4. Dạ thưa cô, điều đó làm cái điều như một cái cuộc đảo tránh ở trong, dạ, trong chính phủ. Dạ. Quả đúng. Nhưng như mà vậy, tôi nghĩ rằng khi đưa ra đó đó, một vị tổng thống mà không bị người ta tấn công hay vu cáo đó, ông có quyền chống lại, mà ông chống lại thì cái quyền phân xử vẫn là của quốc hội. Dạ. Thì thành ra tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó đó, có lẽ chúng ta thảo luận vào cái khi sau khi kết quả bầu cử quốc hội sắp tới đây đó, có lẽ nó hữu hiệu hơn. Bởi vì cái kết quả cuộc bầu cử này, nó sẽ là làm một cái cán cân rất nguy hiểm để đi về đâu. Đó là cái điểm thứ nhất. Thế còn cái vấn đề cái người tác giả lá thơ này đó, là thưa cô phải nhớ lại cái vụ án của ông Nixon. Và chính cũng là do cái ông Woodward này, ông nêu ra. Trong đó có một cái nhân vật gọi là Deep Throat, là cái giọng nói thấp đó. Yeah, thì cho đến khi yeah, vụ án mà đến nước mà ông Nixon bị bãi chức rồi, họ vẫn không bố tên người đó là ai cả. Nghĩa là quốc hội đã buộc ông Nixon phải từ chức để cho họ bị đưa ra đàn đặc nữa. Thì tôi còn thấy lúc đó ông kia chết mấy chục năm sau, lúc bây giờ người ta mới công bố tên cái người này là ai. Thành thử ra có những nhân vật gọi là bí mật nhưng thực sự không phải là bí mật. Họ đã biết. Ngày hôm nay cái trách nhiệm này đổ lên đầu của tờ New York Times. Nếu tờ New York Times sau này mà không chứng minh được thì họ sẽ trở thành tờ lá cải như anh Quốc Sơn nói. Dạ vâng, thưa ông, một cái điểm khác nữa mà chúng ta cần ghi nhớ, Deep Throat không nằm trong nội các của chính phủ Nixon. Ok, sau đây Miley xin được mời chú Hoàng Hôn, thưa chú, xin mời chú lên tiếng. Vâng, kính chào của giám đốc, chào thị xã ông Hoàng Phúc. Dạ, kính chào ông. Dạ vâng, kính chào tất cả. Hôm nay cái chương trình này là quá hay, hay hơn chương trình nào hết. Tôi mấy lý do viết luật nói được để tỉnh giả hạ, để tỉnh giả hiểu cho tôi không biết cái gì hết á. Lúc nào không biết cả. Đây là tôi thấy cái vòng bằng phá rồi ông Trump. Tôi đề nghị thế này, chó sủa thì mặc chó, bộ hành đi cứ đi. Tôi kính trọng tổng thống Trump cố gắng mà vượt qua những cái gian nan đó. Xin kính chào. Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Hoàng Hôn. Và thưa quý vị thính giả, chúng tôi nhìn đồng hồ, chúng tôi chỉ còn có 3 phút cho chương trình ngày hôm nay, do đó chúng tôi xin được không nói được câu đi. Dạ, xin cho một giây. Dạ, do đó chúng tôi sẽ không bước qua đề tài khác và xin trở lại với cái vấn đề chúng ta đang nói. Xin mời ông Thanh thưa ông. Vâng, cô nghĩ sao về cái nguồn tin nói rằng cái bài viết op-ed đó là chính cho tổng thống Trump viết? Có một tin nói như vậy đó, tức là để đánh lạc hướng dư luận và không chú ý tới cái cuộc bầu cuộc đề cử ông tố cáo phát triển đó. Đó là nguồn tin ta đưa ra đó. Mình cô nghĩ sao diễn rồi đó? Dạ, tôi hoàn toàn không có đồng ý với cái vấn đề này vì không có lý do nào tổng thống Donald Trump, nhất là biết cái cá tính của ông, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng ông nói ông là một người điên. Cái thứ hai đó, không có cái vấn đề mà ông Kavanaugh đó, thì thực sự dư luận hiện tại bây giờ họ đang bàn thảo trong cái ủy ban của Thượng viện, của tư pháp của Thượng viện rồi, và trong vòng một vài ngày nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có một cái cuộc tranh luận và bầu ra khỏi cái ủy ban này. Thì do đó chúng tôi thấy cái đó là, xin lỗi tôi không biết dùng danh từ Việt Nam, là irrelevant, không có liên quan tới. Dạ thưa ông. Dạ coi. À, nghĩa là cái một cái câu nữa cô cuối cùng tôi xin nhắc cho cô bà Bích Hạ biết đó, là lúc mà tổng thống Trump mới vừa đắc cử đó thì tất cả mọi người nói là tổng thống Trump đang sử dụng cái chủ nghĩa dân túy chứ không phải là đảng như dân chủ bây giờ. Ngay lúc mà tổng thống Trump vừa đắc cử đó, đảng là người ta hòa, nói là ông, người ta nói là tổng thống cộng hòa là không chủ nghĩa dân túy là của tổng thống Trump. Yeah.
Chị xin phép được thưa chuyện với ông Thăng. Dạ thưa ông, ông ấy nói thế này, bà ấy nói thế kia là chuyện thường, ai muốn nói sao thì nói. Nhưng chúng ta nhìn vào cái việc làm để biết rằng là ai là theo dân túy, ai là không. Và thưa ông, Cộng Hòa không có theo dân túy không ạ? Cộng Hòa luôn. Dân túy là của phe dân chủ. Dân túy là làm cho mê say là của phe dân chủ, không phải là của Cộng Hòa. Dạ, xin hết ạ. Xin trở lại với mê đi. Tại vì mà lúc mới đắc cử đó là người ta nói như vậy đó, cô Bích Hà ơi, tại vì... Dạ thưa, người ta nói như thế, người ta nói thế nào. Thì ông muốn nghe ai thì tùy rồi, mời ông cứ việc nghe. Nhưng mà sự thật tôi sẽ trả lời đúng nhất ạ. Vâng, tôi chỉ nói ý kiến của tôi vậy thôi, tại vì lúc đó là lúc mà ông đắc cử là người ta nói là chính giọng theo chính xếp trên túy, thành ra là được bầu. Là đó là vấn đề nói phải thì chứ là bên Pháp đó đó. Dạ vâng. Chứ bây giờ ông Kim người ta nói chúng tôi làm sao cãi được mà cũng không cãi ạ. Thì không được, mình không nói là người ta nói thôi. Người ta nói không nói, hôm nay tôi nói, chúng ta đều có quyền nói hết đó thưa ông. Dạ vâng, xin được ạ. Nhưng mà tôi đều không chứng tỏ cái lời nói nào là lời nói đáng tin cậy. Dạ vâng. Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả, nhất là chú Hoàng Hôn cũng như ông Thanh đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Và chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin được cảm ơn tất cả quý anh chị đã đến với chương trình ngày hôm nay và xin kính chào tạm biệt. Thank you.